nhau mình nhường hai round rồi nha. Ok, nói chuyện tiếp với ông đẹp buồn cười quá. Hello, 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 hello. Chia này bạn, chia em. Với chú bay anh, chú bay anh. No, no. You, 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 you. You, you, you bay anh. You, you can sing hay là? Quê. Cho nó, 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 cho nó. Mình trà nói gì mình cũng hiểu nữa anh em ơi. Mình trà nói gì mình cũng hiểu nữa anh em ơi. Ok, mình đây à, mình tắt mic, mình tắt hết mọi thứ để mình thử lòng với ông Thái Lan này nha anh em. Ê, mày cho tao thử lòng cái mày ơi, mày đừng bắn tao mày ơi. Trời ơi, khổ quá anh em ơi, thằng quỷ này nó bắn mình kìa anh em, quái trưởng luôn anh em ơi. Ui dồi ôi. Đậu xanh nhà nó. Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free fire siêu rẻ, xài vào là có người yêu. Còn ghim cảm minigame random thử vận may, tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạc. Ây chú, what's up anh em? Và chào mừng em quay trở lại channel của mình. Hi mi nghệ là single official. Mẹ nhà mấy em ơi, hi mi nghệ là Ruby được trai đến từ bên tre đây anh em ơi. Đó, và vẫn là mình, và mãi mãi là mình với là cây của mình mà. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một video mới về Free Fire. Nhưng cái gì? Trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay, anh em đừng quên là hãy ủng hộ một shop bạc cửa hàng ruby.net của mình. Mình sẽ để link shop bạc của mình dưới phần mô tả và phần bình luận nha anh em ơi. Hãy nhớ ủng hộ shop bạc của tôi để tôi có tiền ăn mì gói qua ngày nha anh em ơi. Đó, anh em biết không, mỗi ngày tôi đều ăn lương khô để sống qua ngày. Cái cục lương khô nó cứng như cục đá này, đúng không? Trời ơi. Nó cứ là mày đẹp rồi, trời ơi, trời ơi, mấy tôi kèo nó như vậy chứ. Nghe có vẻ lovely đi đắt nhỉ. Nhưng mà để tôi ăn nốt mấy anh em, tôi lỡ ăn anh em cho em. Bây giờ nó tung mồm tôi mà tôi ngang nó cứng như cục đá nữa nè bạn. Phải tôi đánh cho mày nha. Anh em nào biết video ngày hôm nay của mình sẽ là gì không? Tất nhiên anh em làm sao mà biết được. À thật ra anh em nhìn cái thumbnail với cái tiêu đề của tôi là anh em cũng biết là đó chính là ngày hôm nay nếu mà mình giả làm bot ở server Thái Lan sẽ như thế nào. Nhưng mà nhìn cái bộ đồ này của tôi cũng trông giống như bot rồi. Nhưng mà không sao anh em, mình sẽ mặc đồ cho nó bot hơn nữa. Nhìn vào cái kho đồ của tôi thì tôi có đúng 5 bộ luôn em ơi. Trời ơi, quái trưởng nha. Mình sẽ mặc cái bộ đồ này cho nó giống boss anh em. Trời, tính ra tôi hai đúng cái áo là thành boss rồi đó. Tôi không có cái gì anh em, chỉ có cái nịch thôi anh em ấy. Chợ hủ tôi cũng không có cái gì luôn em ơi. Quái trưởng nghèo quá anh em. Nghèo chát mông tơ, nghèo quay cá nồi. Còn bây giờ thì vô thử lòng anh em server Thái Lan thôi nào. Đây rồi, đây rồi. Ok. Ở sao tự nhiên tôi mua súng cho tôi giải làm boss mà anh em. Ok đấy coi coi. Ủa trời ơi, đậu xanh giải làm boss mà đâu huyền thoại không vậy. Nhưng mà không sao các bạn, đó boss thì mới vô là mình phải bắn, mình phải đi như thế này nè anh em. Này ơi trời ơi, đó bên tôi là có đồng đội không ai bà gồ anh em. Có một người kim cương một anh em ơi. Ok nhưng mà không biết. Cái ông này bắn ghê nha anh em. Cái ông kim cương này bắn ghê nè anh em ơi. Ok ok ok, để mình giả là boss, mình sẽ nhường 3 trận 3 round đầu nha anh em ơi. Đó, đi như một em bé boss luôn. Ok. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, bắn tao đi. Bắn tao đi nè. Bắn tao đi. Ôi giời, đây giả là boss mà anh em ơi. Này ok, 3 round đầu tiên mình nhường, dù mình có thắng hay thua nha các bạn đấy. 3 round đầu mình sẽ không bắn nha anh em, mình sẽ nhường nha anh em. Cái gì mà bắn, cái gì mà lộn xả như cái chợ vậy? Quái chữ. Đấy, bây giờ là trận này tôi nhường round đầu luôn nha anh em ơi. Đấy, tôi nhường bây giờ là 2 round. Ui, đồng đội tôi chơi bờ gồ quái chữ luôn. Mấy ông hiền hội sợ rồi anh em ơi. Tuy mình bắn gà nhưng được cái có đồng đội bảo kê anh em. Ui rồi ui, đấy. Ok, đồng đội sao đây? Để tôi mở tai nghe lên thử âm thanh. Oh. Hello, hello. Where you from? Em from Việt Nam. Oh, okay, okay. I'm from Thailand. Yeah, I love Thailand. I love you. Bạc bạc. What's your name? Em Ruby. Okay. Okay. You handsome. I love you. Okay, I love you too. Đối với bạn ấy, yeah, quê.
Oh my god! No! Ok, mấy em Thái Lan này không biết là tôi giả vờ nha, em xíu nữa là tôi bắn bờ gồ lên cho mấy em Thái Lan này ổng chiêm ngưỡng nè, em nhìn kỹ nha. Ok rồi, để tôi vẫn sẽ tiếp tục nói chuyện với mấy ông Thái Lan này nha các bạn ơi. Ok, để mình không mua đồ nha. Ok, 2 round, mình nhường 2 round rồi nha. Ok, nói chuyện tiếp với ông đẹp buồn cười quá. Hello. No. No. You can sing Thái Lan. Mấy anh cha nói gì mình cũng hiểu nữa anh em ơi. Nói gì mình cũng hiểu. Nói chung là bây giờ mình nhường rau này nữa là mình bắn nè anh em ấy. Mình nhường rau này nữa là mình bắn nè. Mấy bạn biết gì không? Mấy ông này quá bờ gờ. Mình sợ mình mất cách diễn anh em ơi. Rồi bắt đầu nè. Nhìn kỹ một lần duy nhất anh em nha. Nhìn kỹ này. Ok, mình vẫn sẽ mở lên để mình nghe coi mấy ông Thái Lan này nói cái gì nha anh em. Ok, bỏ lên cái đầu đi kìa mà. Ui, không biết từ mà đã phương mà đấy. Mà đâu rồi, đi ra đây đi. Ui, có học nghe đi. Dạ, ui. Bắt nhiên à, bắt nhiên à. Má đi, có 3 à. Má đi, 8-1 à. Ok, mình đây à, mình tắt mic, mình tắt hết mọi thứ để mình thử lòng mấy ông Thái Lan này nha anh em. Ê, mày cho tao thử lòng cái mày ơi, mày đừng bắn tao mày ơi. Trời ơi, khổ quá anh em ơi, thằng quỷ này nó bắn mình kìa anh em, quái trưởng luôn anh em ơi. Ui dồi ôi. Đậu xanh nhà nó. Mình cọc rồi các bạn ơi. Thế à? Mình bây giờ mình sẽ bắn cho mấy ông này thấy nha. Ok, trận này mình sẽ tập trung, mình không nói gì nha anh em. Ok, mình vẫn mở mic lên nè. Đấy. Không biết em có sức khỏe của nội được chưa? Hello bố, can I help you? Yeah, I don't know when to pick a highlight. Yeah. Okay. Oh no. Đậu xanh mình bắn với mấy ông này mình mắc tập trung quá anh em ơi. Mình cứ lo mình nói với mấy ổng á. Từ từ để mình tắt cho anh em xem nha. Để mình tắt cho anh em xem này đấy. Từ từ nha. Cái gì cháo lắm nhừ nên anh em. Cái gì thì cái gì. Ê, đậu xanh cái này nhừ không nổi anh em ơi. Cái này là cháo tan nát rồi. Cháo tan nát rồi. Trời ơi, nhục quá mấy anh ơi, nhục quá. Dán sao mình sẽ không mở mic nha anh em. Nhục quá trời ơi. Nhục quá anh em ơi. Thôi mình sẽ lấy một cái lục bạc nha. Ok, lần này mình sẽ tập trung nha anh em. Mình không tập trung, mình làm con chó luôn anh em ơi. Really nigga. Oh my god, mình sẽ mua cái cây này để mình để dành tiền nè. Tại vì mình hết tiền rồi anh em. Ok, mua phải, mình bắt buộc phải có bùm keo anh em ạ. Ui dồi ôi, nhọc quá mấy anh ơi. Mấy anh trai, rồi mấy anh trai nhìn kỹ lần duy nhất nha. Bây giờ mình bắn rồi mình sẽ không trả lời tụi nó nha. Ok. Ok. Má nó cười kìa anh em. Gì vậy? Ai mà biết được, tao biết hết cu cù. Nên hết cu cù là cái gì? Mình nói có người kìa. Người anh em Thái Lan. Đúp vô. Ừ đúng rồi, bên kêu ra. Ôm mình cho học tài ôm. Mày nó không, mày này còn nó. Ui. Để ôm. Ui. Em quê. À, mình tắt mic nha anh em, nhục quá anh em ơi. Trời ơi, mấy thằng Thái Lan cười mình kìa các bạn ơi. Nhục quá. Cứ tưởng giả làm boss mình sẽ bờ gồ hơn. Ai ngờ boss còn hơn boss. Boss hơn. À, nhục quá, mấy Thái Lan nó cười mình kìa. Mình nghĩ là mình cần nên tập chơi lại anh em quái trưởng. Ok các bạn ơi, thì chắc là mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy video này hay, hay là các bạn muốn mình làm những content nào liên quan tới mấy bà gồ, mấy Royal Food Thái Lan thì các bạn nhớ comment bên dưới cho anh em, trời nó còn mời mình lại kìa. Cái gì đó đây? Hello. Hello. Can you sing me a high song music? Buffalo. Music Highland. Music Highland. You sing? Việt Nam Buffalo. Bên ai stupid. Đậu xanh nó chửi Việt Nam mình em mở cái thằng này. Trời ơi mình bị khinh thường rồi anh em ơi. Quá trời đậu giả làm núp vô đó với bên Thái Lan bị khinh thường. Thôi mình kết thúc video tại đây, mình quê quá anh em ơi, mình nên đi về luyện lại cái tay mình.